Miss Como Việt Nam 2023, Trương Diễm trở thành đối thủ của học trò Anh Thư, fan lo sốt vó vì một lý do. Nối gót Hoàng Kim Ngân, ca sĩ Trương Thanh Diễm là ứng viên kế tiếp gia nhập sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Thông tin này ngay lập tức khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ. Tối qua 24 tháng 8, ban tổ chức Miss Como Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tiếp tục công bố cái tên tiếp theo bước vào đường đua chinh phục các ngôi vị cao quý của mùa giải năm nay, đó là ca sĩ Thanh Diễm. Khi hay tin cô góp mặt tại cuộc thi, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất ủng hộ quyết định này của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, không ít người thắc mắc Thanh Diễm đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả xưa nay, vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc cô nàng lấn sân sang một lĩnh vực mới, trong khi thí sinh lộ diện trước đó của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đa phần đều đã có kinh nghiệm dự thi hoặc quét hoắc trên sân khấu hơn Thanh Diễm rất nhiều. Trước những thắc mắc của khán giả, Trương Thanh Diễm cho hay: "Tôi là người có tình yêu và đam mê to lớn với nghệ thuật và âm nhạc. Từ khi còn bé, tôi đã mang ước mơ trở thành người của công chúng nên luôn cố gắng để chinh phục ước mơ, và tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là ước mơ và khao khát to lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ mình có vẻ ngoài toàn diện, hơn nữa tôi đã từng luôn tự ti và chán ghét bản thân mình. Khi theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã cho tôi nhìn thấy những hoa hậu lộng lẫy, xinh đẹp, hoàn hảo không chỉ từ vẻ ngoài mà nhiều hơn hết là vẻ đẹp từ trong tâm hồn, từ sự rèn luyện, từ những vươn lên trong khó khăn đã nâng tầm nhan sắc phụ nữ Việt lên tầm cao mới." Thanh Diễm được đánh giá là một cô gái mang nét đẹp của người phụ nữ Á Đông, tuy nhiên cô nàng lại rất hợp với những phong cách trang điểm tôn Tây đến lạ. Đến với cuộc thi, nữ ca sĩ mong muốn lan tỏa thông điệp: "Tôi muốn chứng minh cho các cô gái thấy rằng đừng bao giờ tự ti về nhan sắc của mình, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, hãy mạnh mẽ và quyết liệt để làm nổi bật cá tính bản thân." Là một nghệ sĩ trẻ đang đi tìm tình yêu và sự công nhận của khán giả khắp mọi nơi, tôi mong muốn được đem hết khả năng, sự tâm huyết và kỹ năng của mình để chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tôi sẽ quyết tâm để những người luôn yêu Trương Diễm sẽ không bao giờ thất vọng. Lấn sân sang đấu trường sắc đẹp đầy xa lạ, lại phải đối đầu với nhiều ứng cử viên nặng ký, người hâm mộ hy vọng Thanh Diễm có thể tự tin chinh phục những thử thách đầy cam go của cuộc thi và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Thanh Diễm, tên đầy đủ là Trương Thanh Diễm, sinh năm 1994 tại Kiên Giang, sở hữu chiều cao 1m70 cùng hình thể quyến rũ, gợi cảm. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô còn được biết đến là học sinh nổi bật của Đàm Vĩnh Hưng và trở nên nổi tiếng hơn với vai trò ca sĩ nhạc trữ tình. Được biết, cô nàng nên duyên thầy trò với ông Hoàng Nhạc Việt là lúc tham gia Thần tượng Bolero 2017. Khi ấy, Thanh Diễm là thành viên của đội Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó, cô tiếp tục đoạt giải Á quân Duyên dáng Bolero 2018. Nhưng khi bước ra từ sân chơi này, cô lại theo đuổi dòng nhạc ballad. Thanh Diễm cũng từng thừa nhận giọng ca của mình hát Bolero có thể nghe lạ tai nhưng không ngọt ngào, mềm mại như các đồng nghiệp khác. Trong khi đó, thế mạnh của cô nàng từ thời học trong trường nhạc đã là ballad và R&B. Chính vì thế cô muốn định hướng lâu dài theo đúng năng lực của bản thân. Thanh Diễm cũng từng giành giải Á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát năm 2020. Miss Como Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 được dự đoán sẽ là một mùa thi bùng nổ khi công bố nhiều điểm mới hấp dẫn và dàn thí sinh danh giá. Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 12. Hoa hậu và Á hậu sẽ thi quốc tế sau đăng quang. Hiện ban tổ chức chưa tiết lộ cụ thể các cô gái sẽ chinh chiến tại đấu trường nhan sắc nào. Tuy vậy, các fan sắc đẹp đã nhanh chóng tìm ra bằng chứng cho rằng Hoa hậu sẽ dự thi Miss Como International, một cuộc thi do chính Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xây dựng và phát triển thương hiệu toàn cầu.